Rồi mình xin chào anh em ha. Thì hôm nay mình có làm cái bộ lốc giặt mặt và móc cầu lốc anh em. Thì móc cầu lốc này lên nói chung là tầm khoảng 60-61 ly nha anh em. Thì nói chung cái bộ lốc này là như khách đi trong 57-58 gì mình không biết. Nhưng mà mình lãnh là móc cái lỗ này nè anh em. Và bây giờ giặt mặt ha. Thì bên này mình sẽ chế một con dao anh em. Đây con dao tiệm xài mũi xin xe nha anh em. Thì mình sẽ chế con dao này để mình phai cái mặt phẳng này nè anh em, cho nó bóng ha. Và mình có thể mình thay đổi nhiều cái mũi dao lên đây để mình làm đồ cho nó đẹp nha anh em. Thì trong quá trình mình làm mình chia sẻ cho anh em cách để mình làm, mời anh em và các bạn xem vui nha.